có phước làm chủ thế gian, kém phước đành phải gian nan cuộc đời, nghiệp lành quả thiện ta khơi, tạo nhiều công đức ngàn đời ấm no. Mậu ngọ thuận theo ý trời, bốn mùa sung túc êm đềm quanh năm, cửu long bao bọc cuộc đời, phúc lộc tràn trề như là biển khơi. Chấn động cuộc đời tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, từ sau 46 tuổi, cần tránh ba điều này để hưởng phước ba đời, giàu sang an nhàn, tiền vàng ngập két. Quý vị thân mến, vận mệnh và tương lai của một con người luôn là chủ đề bí ẩn, không chỉ các nhà tử vi học nghiên cứu và tìm hiểu, mà mỗi chúng ta ai cũng mong muốn được biết vận trình cuộc đời của mình sẽ hung cát ra sao, về già có giàu có sung sướng hay là nghèo khổ. Rất may là mới đây nhất, các nhà tử vi học đã miệt mài nghiên cứu và luận giải chi tiết về tử vi chọn đời tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, cứu nội chi mã, các bậc thầy tử vi có chỉ rõ, con giáp này tuổi trẻ có cuộc sống nhiều đau buồn, cuộc đời có nhiều rủi hơn may, nhưng sóng gió, hoạn nạn ập đến bất ngờ, cũng chỉ là để thử thách tấm lòng của con giáp này mà thôi. Nếu như vượt qua được thì nắm lấy nhiều thắng lợi lớn lao vào thời kỳ trung vận, khi đã trải qua chặng đường gian nan nhất thì cuộc sống của Mậu Ngọ mới thuận lợi hơn và nhận được nhiều phước lành. Đặc biệt, từ năm 46 tuổi trở đi, vận tài lộc của tuổi Mậu Ngọ rất hanh thông, mưa thuận gió hòa, làm gì cũng dễ thành công, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, tiền bạc dồi dào chất đầy két. Con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình. Vậy, cụ thể vận trình tử vi chọn đời của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ diễn biến như thế nào? Từ sau 46 tuổi sẽ xảy ra bước ngoặt nào? Mậu Ngọ cần chuẩn bị những gì và tránh xa ba việc nào để đón phúc an nhàn, tiền vàng ngập két, sống sung sướng đến cuối đời? Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Hé lộ tử vi chọn đời tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, từ sau 46 tuổi, cần tránh 3 điều sau để hưởng phước 3 đời, giàu có an nhàn, tiền vàng ngập két. Quý vị thân mến, người Mậu Ngọ có thiên can Mậu, thường là người có số khổ trước sướng sau. Khi còn trẻ, Mậu Ngọ thường phải mưu sinh vất và thậm chí phải lên núi cao, xuống sông sâu mới có thể khẳng định được bản thân mình. Vì tính cách cố chấp nên thời điểm này, Mậu Ngọ thường hay va vấp, chưa thể tìm được định hướng đúng đắn cho mình. Tuy nhiên, với sự cứng cỏi bẩm sinh, Mậu Ngọ vẫn có thể vươn lên sau sóng gió. Nếu được hưởng phúc đức của tổ tiên, người thiên can Mậu dù vất vả thời tuổi trẻ, nhưng kể từ sau 40 tuổi sẽ dễ làm giàu nhanh chóng, khẳng định được địa vị của bản thân. Mậu Ngọ thích hợp với những công việc như khai thác mỏ, dịch vụ cầu đường, buôn bán nhà đất. Mậu Thổ có thuộc tính dương, nếu trong bát tự có chữ Mậu, chứng tỏ Mậu Ngọ này có thể đạt được thành công. Tuy nhiên thành công này mang tính quần chúng, mang tính quốc gia, chứ không mang lại nhiều lợi ích cho tập thể. Nhỏ người tuổi Mậu Ngọ luôn sống nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng, tuy nhiên họ lại là người thẳng tính, nên nhiều khi dễ làm mất lòng người khác, có rất ít bạn thân. Nhưng vì có tấm lòng độ lượng, hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ người khác, nên trong cuộc đời luôn được may mắn và quý nhân giúp đỡ, tạo nên nhiều thành tựu. Tuổi Mậu Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác, nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú. Khi công việc ấy khiến tuổi Mậu Ngọ cảm thấy nhàm chán, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi tuổi Mậu Ngọ bỏ lỡ đi những cơ hội, vận may cho chính mình, nhưng dù sao đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi Mậu Ngọ. Họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Tuổi Mậu Ngọ không giỏi kiềm chế, che giấu cảm xúc của mình, bên ngoài họ thể hiện như thế nào thì tâm trạng của họ sẽ đúng là như thế. Đó là biểu hiện của sự thật thà, thẳng thắn, nhưng trong một số trường hợp, tuổi Mậu Ngọ lại khiến người khác tổn thương bởi sự thẳng thắn của mình. Họ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Mậu Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Họ có nhiều ưu điểm đáng để người khác học tập, nhưng tuổi Mậu Ngọ cũng có nhiều nhược điểm, thiếu sót cần khắc phục. Người này hay nóng nảy, vội vàng, thiếu kiên nhẫn và hiếm khi chịu lắng nghe ai. Họ dường như chỉ quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cá nhân mà không hòa đồng vào tập thể. Một công việc hôm nay có thể khiến tuổi Mậu Ngọ vô cùng thích thú, hào hứng, nhưng ngày mai sẽ khiến cho họ nhàm chán, buông xuôi. Thời còn trẻ, tuổi Mậu Ngọ thích đi du lịch ở khắp mọi nơi để khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ. Họ ít dành thời gian cho gia đình mình bởi sự hấp dẫn thú vị của cuộc sống bên ngoài. Bởi vậy họ sớm trưởng thành và tự lập hơn, biết tự chăm lo cho cuộc sống của mình,
Tính cách của người này có phần hoang dã, yêu thiên nhiên và thích hưởng thụ cuộc sống tự do cùng những người bạn của mình. Khi trưởng thành, tuổi Mậu Ngọ có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan, thử thách, ý chí của tuổi Mậu Ngọ vẫn không bị mai một, ngược lại họ càng quyết tâm cố gắng, phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn. Tuổi Mậu Ngọ thích những nơi đông người và luôn có mặt trong những buổi sự kiện quan trọng, họ rất tự tin và cởi mở, đó là lý do tại sao tuổi Mậu Ngọ có nhiều mối quan hệ rộng rãi. Trước đám đông, họ thu hút được sự chú ý của mọi người bởi tài năng giao tiếp khéo léo và phong cách thời trang độc đáo của mình. Tuổi Mậu Ngọ biết cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, họ không bao giờ làm việc quá sức để ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Người này thường xuyên tham gia những hoạt động thể thao để rèn luyện cho mình sự nhanh nhẹn và khỏe mạnh về thể chất. Những người này đa số có vẻ bề ngoài rất lịch lãm, hào hoa và thu hút người khác. Họ biết phát huy những điểm mạnh của mình để tạo ấn tượng cho đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuổi Mậu Ngọ năng động, nhiệt tình trong công việc, nhưng bản tính đứng núi này trông núi nọ khiến cho người này dễ có những thay đổi về công việc. Đứng trước khó khăn, thử thách, họ rất ung dung, tự tin, không hề sợ hãi. Tuy nhiên người này lại hành động thiếu kiên nhẫn và cẩn thận, bởi vậy dù có phát hiện ra mấu chốt của vấn đề, nhưng tuổi Mậu Ngọ lại đánh mất nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Người tuổi này sẽ không thể chịu đựng được nếu như phải làm một công việc cố định, nhàm chán hay đứng yên ở một vị trí nào đó trong thời gian lâu. Họ thích những công việc năng động, tự do thoải mái, được đi lại và đặc biệt là có thể phát huy được khả năng giao tiếp của họ. Tuổi Mậu Ngọ có thể thích hợp với những công việc của một nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản, thư ký, phóng viên, nhiếp ảnh. Những nghề đó sẽ giúp họ phát huy tối đa tài năng, đam mê và sở thích của mình. Nếu như trở thành chủ kinh doanh, tuổi Mậu Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn, tư duy logic và con mắt nhìn xa trông rộng, giúp họ có những đánh giá chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó phát triển những mặt hàng đem lại lợi ích cho mình và mọi người xung quanh. Những người này giỏi kiếm tiền và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mỗi khi khó khăn, họ lại có quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Bởi vậy những người này không bao giờ gặp phải thiếu thốn. Họ khéo léo tạo dựng cho mình nhiều mối quan hệ làm ăn, bạn bè trong mọi lĩnh vực. Điều đó giúp cho tuổi Mậu Ngọ học hỏi được nhiều kinh nghiệm mới cho bản thân mình. Phụ nữ tuổi Mậu Ngọ năng động, tài giỏi và rất đảm đang. Họ có thể vừa làm tốt vai trò của một người phụ nữ nội trợ, vừa tham gia xây dựng kinh tế gia đình, là cánh tay phải đắc lực cho công việc của chồng. Còn đàn ông tuổi Mậu Ngọ khi kết hôn hết mực chăm lo cho vợ con, xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng thủy chung, yêu thương nhau. Theo luận đoán tử vi chọn đời 12 con giáp, nhìn chung cuộc đời tuổi Mậu Ngọ là tốt, an nhàn. Tuổi trẻ phong ba nhiều phen thăng trầm, vất vả, nhưng được sung túc khi về già, hưởng nhiều lộc con cháu, được phước đức từ tổ tiên. Cụ thể, diễn tiến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Từ 25 đến 30 tuổi, giai đoạn này tuổi Mậu Ngọ trải qua nhiều biến động. Năm 25 tuổi, tình duyên thường không may mắn, đồng thời phải đối mặt với nhiều chuyện đau lòng và cảm xúc buồn bã. Tuổi 26 đòi hỏi sự chú ý, đặc biệt đối với vấn đề sức khỏe, không nên chủ quan để tránh những biến chứng có thể xảy ra trong tương lai. Từ 27 đến 30 tuổi, cuộc sống nghề nghiệp thường ổn định và tình duyên thường thuận lợi, tuy nhiên cần cẩn trọng về mất mát tài sản và khả năng bị kẻ xấu lợi dụng trong thời gian này. Từ 31 đến 35 tuổi, năm 31 tuổi thường kém may mắn, nên cần hạn chế việc di chuyển xa để tránh vận rủi. Tuy nhiên 32 và 33 tuổi, cuộc sống lại đạt được như ý muốn, công việc ổn định và gia đình hòa thuận. Năm 34 và 35 tuổi, có tài lộc dồi dào hơn, có sự thăng tiến và phát triển trong sự nghiệp. Từ 36 đến 40 tuổi là thời kỳ tươi đẹp và may mắn nhất trong cuộc đời của Nam Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Bất kể công việc gì họ lựa chọn, đều thường đạt được kết quả như mơ ước. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, đây là thời điểm lý tưởng để thực hiện các dự định hoặc kế hoạch lớn trong sự nghiệp và chắc chắn đạt được thành công vượt xa những gì họ mong đợi. Từ 41 đến 45 tuổi, đây là giai đoạn cuộc đời của tuổi Mậu Ngọ đầy biến động. Mặc dù sự nghiệp dần đi vào ổn định, tuy nhiên, tình duyên lại không như mong đợi. Mối quan hệ vợ chồng có thể trải qua nhiều mâu thuẫn và xung đột, điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống hôn nhân. Trong giai đoạn này, họ cần việc kiểm soát và kiềm chế sự nóng nảy của bản thân, nếu không có thể gây ra hối hận trong tương lai. Từ 46 tuổi trở đi, phải thận trọng trong mọi việc, không nên quá tin tưởng người khác để tránh bị lợi dụng và gánh chịu thiệt hại về tài sản. May mắn giai đoạn này hoạnh tài khá, tài lộc dồi dào, sự nghiệp vững mạnh, ổn định, không cần phải lo lắng về bất kỳ vấn đề nào. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, nam tuổi Mậu Ngọ 1978
cần quan tâm và chăm sóc sức khỏe của bản thân hơn để đề phòng những bệnh tật thường gặp. Tổng quan vận trình Mậu Ngọ sinh năm 1978, diễn biến từ sau 46 tuổi. Trời sinh những người tuổi Mậu Ngọ, tính cách hướng ngoại, thích náo nhiệt cũng rất thạo chuyện xã giao. Đa số Mậu Ngọ đều có tính tình tương đối cẩn trọng và chu đáo, đặc biệt là Mậu Ngọ người này cũng rất có tài trong việc lãnh đạo, giữ chức quản lý rất tốt. Hơn thế nữa, Mậu Ngọ còn khiến cho người khác cảm thấy ngưỡng mộ bởi sự sáng tạo, ý tưởng độc đáo và tháo vát trong mọi chuyện của mình. Tín chủ được rất nhiều người yêu thương và quý mến, đồng thời, Mậu Ngọ cũng có sự nhạy cảm nhất định bên trong tính cách của mình. Bản mệnh rất dễ nắm bắt được tâm lý của người khác và khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn khi ở bên mình. Chính nhờ điều này đã khiến cho Mậu Ngọ nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, cũng như giúp đỡ từ người khác. Nhắc đến những con giáp có được sự lội ngược dòng ngoạn mục và bứt tốc, trở thành con giáp may mắn nhất từ 46 tuổi trở đi này, không thể không nhắc tới Mậu Ngọ. Trong mọi vấn đề, tình huống thì Mậu Ngọ luôn biết cách đánh giá, quan sát và nhìn nhận một cách chuẩn xác về năng lực của bản thân. Mậu Ngọ sẽ căn cứ vào tình hình trước mắt để cân nhắc, đưa ra sự nhận xét đúng sai, thiệt hơn để xem việc nào nên làm trước, việc nào thì không nên làm. Cũng từ đó, Mậu Ngọ có thể thiết lập và hình thành ra một kế hoạch cụ thể, rõ ràng cho từng giai đoạn mà mình tiến hành. Mậu Ngọ thường thích tự lực cánh sinh, chủ động và độc lập trong công việc chứ không thụ động hay chờ đợi vào bất kỳ một ai khác. Mậu Ngọ luôn tìm đủ mọi cách để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng và hoàn thiện nhất. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự may mắn cũng đứng về phía bạn cả. Đặc biệt là trong khoảng thời gian vừa rồi, bạn phải qua một thời điểm phải nói là khó khăn, mệt mỏi đối với bạn khi mà những khó khăn, rắc rối cứ liên tục hết đợt này đến đợt khác, tìm đến bạn đã thách thức sự kiên nhẫn và giới hạn chịu đựng của bạn khi bị những rắc rối, thách thức này cản trở, ngáng chân, chỉ có thể nói rằng Mậu Ngọ chưa gặp được cơ hội để giúp bạn phát huy tối đa năng lực của bản thân mà thôi. Từ sau 46 tuổi, có thể chia làm hai giai đoạn. Đầu tiên là từ 46 đến 50 tuổi, theo tử vi dự báo thì giai đoạn sắp tới này vận mệnh của Mậu Ngọ cũng dần dần được thay đổi và có nhiều chuyển biến tích cực. Tín chủ giống như lột xác, biến hình thành một người nào khác hẳn vậy, khi mà sắp tới mọi thứ sẽ vượt qua một cách tốt đẹp. Từ giai đoạn này, Mậu Ngọ nhận được sự trợ giúp từ quý nhân, giúp cho cuộc sống của bạn trở nên viên mãn. Chỉ cần Mậu Ngọ mạnh mẽ, vững vàng thì cho dù có khổ cực đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ giải quyết được tốt đẹp và suôn sẻ. Về công danh, sự nghiệp. Trong công việc, họ cháy hết mình với đam mê, dù gặp khó khăn, thử thách, tuổi Mậu Ngọ không bao giờ sợ hãi, lùi bước. Ngược lại, càng khó khăn họ càng quyết tâm chinh phục mục tiêu hơn, nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà những người tuổi này có mối quan hệ xã hội rộng rãi, được nhiều người yêu quý. Bởi vậy những lúc gặp phải gian nan, khó khăn, tuổi Mậu Ngọ nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Cuộc đời tuổi Mậu Ngọ thời trẻ diễn ra khá nhiều biến động và thay đổi, có thăng có trầm. Mậu Ngọ cũng đã có lúc đạt đến đỉnh vinh quang, nhưng do tính tình nóng vội, bốc đồng, thiếu kiên nhẫn và dễ thay đổi, khiến họ mắc phải nhiều sai lầm không đáng có, nên thời trẻ họ thường khó có được sự nghiệp ổn định. Khi trưởng thành, tuổi Mậu Ngọ mới có những suy nghĩ chín chắn hơn và nhận thấy trách nhiệm của mình đối với những người thân xung quanh, họ nhiệt huyết hơn, nghị lực hơn. Mặt khác, Mậu Ngọ cũng đối xử tốt và chân thành với mọi người, nhờ vậy mà càng về sau họ càng được nhiều người yêu quý, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, giúp đỡ họ trong công việc. Nhờ sự chân thành mà trời cũng ban cho họ những cơ hội mới để phát triển, xây dựng sự nghiệp vững chắc, thành công ở độ tuổi 40 trở ra. Thời kỳ hoàng kim nhất của con giáp này là từ 46 đến 50 tuổi, sự nghiệp sẽ thăng hoa bùng nổ, làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi, đầu tư một thu lời 10, nhận về nhiều thành quả khiến ai cũng nổ mắt ghen tị, cả cuộc đời con giáp này cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, về già có thể an nhàn, thảnh thơi. Về tài lộc. Theo luận đoán tử vi chọn đời tuổi Mậu Ngọ, cuộc đời không phải lo lắng về tiền bạc, tuy thời trẻ vất vả đôi chút, nhưng nhờ sự nỗ lực trong công việc, nên không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Từ trung vận trở đi, người tuổi Mậu Ngọ có số may mắn, được quý nhân phù trợ, tiền cứ ùn ùn chảy về túi, hậu vận rất an nhàn sung túc. Trong suốt cuộc đời Mậu Ngọ, họ rất tích cực làm việc và có nhiều mối quan hệ xã giao rộng khắp, nên đạt được nhiều thành công, tuy nhiên, cũng không ít thất bại do nóng vội chủ quan mà dẫn đến sai lầm, khiến tiền bạc tiêu tán. Nếu con giáp này kịp thời sửa chữa, nắm chắc thời cơ, thành công, tiền tài sẽ ở ngay trước mắt họ. Nếu đi theo con đường kinh doanh thì có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng bạn phải kiên định giữ chính kiến của mình. Đừng nghe lời dư luận đảo điên mà lỡ dở thời cơ, phải kịp thời nắm bắt cơ hội và có kế hoạch đầu tư hợp lý, có vậy mới có được thành công.
Đặc biệt là từ sau 46 tuổi, nguồn thu nhập của Mậu Ngọ sẽ được cải thiện rất nhiều. Người làm công ăn lương có cơ hội để tăng lương do hoàn thành tốt các công việc của mình, thậm chí là có cơ hội để thăng quan tiến chức, được bổ nhiệm vào một vị trí mới. Đối với những Mậu Ngọ làm ăn kinh doanh thì sẽ được thừa hưởng những trái thơm xứng đáng với công sức lao động mà bạn bỏ ra. Vào thời gian này, chỉ cần Mậu Ngọ thực sự cần cù, siêng năng, hết mình vì công việc thì chắc chắn sẽ thu về túi một khoản lợi nhuận khiến cho bạn hài lòng. Vậy là cuối cùng thần may mắn cũng chịu mỉm cười với Mậu Ngọ rồi đấy. Từ 46 đến 50 tuổi, Mậu Ngọ sẽ có vận tài lộc vô cùng vượng phát. Tín chủ đã có một quá trình chuẩn bị khá dài hơi, nên chỉ cần thời cơ tới, vận khí tốt, hầu bao Mậu Ngọ lúc nào cũng sẽ rủng rỉnh khi may mắn gõ cửa. Bản mệnh không chỉ thuận lợi trong các lĩnh vực đầu tư mà còn dễ trúng giải thưởng, thu được những khoản lợi nhuận bất ngờ, nằm ngoài dự đoán. Những người tuổi Mậu Ngọ thường được biết đến với sự quyết đoán, chín chắn và có khả năng lãnh đạo. Do đó, trên phương diện sự nghiệp, họ thường nắm giữ những chức vụ cao hoặc luôn tìm kiếm cơ hội để có thể tự làm chủ. Đây là thời điểm thuận lợi cho những Mậu Ngọ đã lựa chọn theo con đường đầu tư, kinh doanh để bắt đầu ăn nên làm ra, tích lũy tài sản đáng kể. Trong giai đoạn này, tài chính của Mậu Ngọ khá lý tưởng. Đây có thể coi là một giai đoạn tương đối thuận lợi với bản mệnh, cộng thêm tính cách dám nghĩ dám làm, đầu óc biết tính toán, nên họ biết chắc chắn mình phải làm gì, làm như thế nào. Ở khía cạnh tài chính, Mậu Ngọ có thể nhận được nhiều nguồn thu hơn và mở rộng con đường dẫn đến sự giàu có. Nhờ sự hỗ trợ của sao tử vi, cái duyên làm ăn có lẽ là điểm mạnh đối với Mậu Ngọ. Gia chủ sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình khi đứng trước nhiều sự lựa chọn khác nhau. Còn một khi họ đã đưa ra quyết định, thì đa số đó là những quyết định đã trải qua sự cân nhắc đầy cẩn trọng. Chính tinh thần ấy giúp Mậu Ngọ dễ dàng nắm bắt những cơ hội dù lớn hay nhỏ. Vận may đến kéo theo những cơ hội và quý nhân, giúp cho việc làm ăn kinh doanh ngày càng nảy nở. Khi khả năng kiếm tiền tăng lên, Mậu Ngọ cần lưu ý đến việc tích lũy tài sản. Thay vì chi tiêu một cách bồng bột, hãy lên kế hoạch và phân chia nguồn tài sản một cách cẩn thận, rạch ròi giữa khoản tiền đầu tư và khoản tiền tiết kiệm. Sau đó, hãy dùng phần tiền còn lại cho việc chi tiêu. Thói quen này giúp tài lộc đồng hành với Mậu Ngọ lâu dài và bền vững hơn. Nhờ tài lộc dồi dào, nên dù quản lý cẩn thận chia cắt nhỏ lẻ, Mậu Ngọ vẫn có thể xây nhà, mua xe hoặc thỏa mãn những nhu cầu và sở thích cá nhân mà trước kia chưa có cơ hội. Tuổi 46 là giai đoạn Mậu Ngọ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và có một gia đình hạnh phúc, nhưng đừng vì vậy mà không có cho mình một kế hoạch tài chính thông minh. Cuộc đời không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra và làm ảnh hưởng tới khả năng tài chính của bạn. Vì vậy, khi bước sang tuổi 46, Mậu Ngọ cần đặc biệt quan tâm tới những mục tiêu dài hạn. Bất chấp bạn kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ có một số ít Mậu Ngọ siêu may mắn mới không phải đối mặt với những khoản chi phí bất ngờ như bị sa thải, ốm nặng. Do vậy bạn nhất thiết phải xây dựng riêng cho mình một quỹ dự phòng khẩn cấp để đảm bảo tài chính trong ít nhất từ 3 tới 6 tháng và tốt nhất là 1 năm. So với việc kiếm tiền, hiểu được tiết kiệm có thể giúp cuộc sống trở nên ổn định, như vậy sẽ càng có khả năng nhìn xa và lâu dài. Điều này không chỉ tốt cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày mà còn tốt cho quãng đời còn lại của bạn đấy nhé. Với giai đoạn còn lại, từ 50 đến 60 tuổi là thời khắc Mậu Ngọ được hưởng thụ, sung túc ấm no, được may mắn ngập tràn, phúc lộc đầy nhà, có thể thanh nhàn mà nhâm nhi mọi niềm vui còn lại của cuộc đời. Nhiệt huyết tuổi trẻ đi qua, giờ chỉ còn sự an nhàn, yên bình ở lại. Mậu Ngọ với những người bạn già cùng nhau ngồi lại, pha ấm trà, nhâm nhi những câu chuyện xưa cũ làm quà, khẽ cười cùng nhau, êm ấm, trải qua nốt những tháng ngày cuối cùng, hạnh phúc, viên mãn đủ đầy. Tuy nhiên ở cả hai giai đoạn của cuộc đời, Mậu Ngọ cần bỏ bớt sự cố chấp, sự nóng giận trong tâm, anh hùng cứu mỹ nhân, vì hồng nhan phẫn nộ, đó là sức mạnh của tình yêu. Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, đó là dấu hiệu của chính nghĩa, tức giận bóp nghẹt trái tim, đó là mầm bệnh, manh động là ma quỷ, là tội lỗi. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại đã nói rằng, tức giận khởi đầu bằng ngu xuẩn và kết thúc bằng hối hận, người thông minh khéo khống chế cơn tức giận. Người ngu xuẩn bị cơn tức giận khống chế, Mậu Ngọ khi còn trẻ, tính nóng một chút, làm việc bột chộp một chút thì có thể hiểu được bởi vì anh ta chưa lịch duyệt, từng trải. Từ sau tuổi 46, Mậu Ngọ đã sống quá nửa cuộc đời rồi, nếu mà vẫn chưa thấy rõ chân tướng của sự tình, không khống chế được cảm của mình, thì chỉ khiến người ta chê cười mà thôi. Do đó, nửa đời sau, hãy thu cái phẫn nộ của mình lại, làm một người tâm bình khí hòa. Mậu Ngọ đến tuổi 46, con cái cũng trưởng thành rồi, cần phải buông tay rồi, nhưng nhiều Mậu Ngọ luôn không buông tay được, vẫn thường trách con cái. Ham muốn kiểm soát con cái như thế này, khiến cả nhà đều nhọc tâm khổ tứ, thậm chí thân tâm mệt mỏi, nơi công sở, Mậu Ngọ cũng đã kịch trần rồi.
thế nên cần từ từ rút ra khỏi cương vị. Tuy nhiên, nhiều người vẫn yêu thích quyền lực, vẫn hy vọng mình ở ngôi vị cao, vẫn không ngừng nghỉ tranh giành với người. Qua tuổi 46, tự thức tỉnh lớn nhất của Mậu Ngọ chính là buông bỏ tranh chấp, biết buông bỏ thay vì tranh giành mọi thứ. Tốt hơn hết là nên thực sự rút lui. Khi Mậu Ngọ đã qua cái tuổi 46, nhớ lại những thời gian mà mình đã trải qua, thì sẽ phát hiện ra mình quả thực rất nỗ lực mà vẫn còn tức giận, thì chính là lòng tham vô đáy, chính là trái với tâm nguyện nỗ lực ban đầu của Mậu Ngọ. Nếu chẳng phải vì để nửa đời sau an nhàn, hạnh phúc, thì việc gì Mậu Ngọ phải nỗ lực. Phúc khí giống như làn gió xuân, chỉ khi Mậu Ngọ tĩnh tâm lại, để mặc gió lướt nhẹ trên da thịt, thì mới cảm nhận được. Phúc khí giống như tia nắng, khi Mậu Ngọ mở rộng tấm lòng đón nhận nó, thì mới thấy ấm áp cõi lòng. Phúc khí không phải là Mậu Ngọ sở hữu nhiều hơn người khác, mà là mỗi ngày tín chủ lại vượt qua chính mình của ngày hôm qua. Nghĩ rõ ràng rồi, thì phúc khí sẽ dừng lại trong mệnh của Mậu Ngọ. Một khi Mậu Ngọ tức giận, đưa ra bất kỳ quyết định gì thì cũng là sai lầm, bởi vì khi tức giận đánh mất lý trí, không nghĩ đến hậu quả, cũng không xem xét các nhân tố trên các phương diện. Người ta nói, đời người như cuộc cờ, nghĩ một nước đi một nước, đó là kẻ bất tài, nghĩ ba nước đi một nước, đó là người bình thường, nghĩ 10 nước đi một nước, đó là người trí tuệ. Mậu Ngọ từ giai đoạn 46 đến 60 tuổi thì sẽ trải qua rất nhiều sự tình, nắm bắt được quy luật phát triển của rất nhiều sự tình. Nếu có thể sử dụng đầy đủ những kinh nghiệm này thì đó chính là người trí tuệ. Qua tuổi 46, tức giận chẳng có tác dụng gì, thế nên Mậu Ngọ hãy biến tức giận thành trí tuệ thì mới hữu dụng. Với bao sóng gió, từ 46 đến 60 tuổi Mậu Ngọ ngẫm lại mới thấm. Thì ra không tức giận thì khỏe mạnh, một người khi tức giận thì ăn không ngon, ngủ không yên, đi không thuận, nhìn không xuôi, hỏa khí thiêu đốt trái tim thì sao có thể không sinh bệnh. Chúng ta ai cũng thường nói, sức khỏe là tài sản lớn nhất, nhưng làm thế nào để bảo vệ sức khỏe thì lại không dụng tâm suy nghĩ, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, không biết dưỡng sinh. Dưỡng sinh thực sự là có một tâm trạng tốt, ăn cơm thô uống trà nhạt, vui vẻ cười cười nói nói với mọi người. Bí quyết dưỡng sinh được đúc kết rằng, người ta tức giận mình không tức, tức khí sinh bệnh chẳng ai thay. Qua tuổi 46, Mậu Ngọ cần học được một số phương pháp không tức giận. Khi tín chủ tức giận thì thay đổi vị trí suy nghĩ, thấu hiểu đối phương, ép mình bình tĩnh lại 3 phút, đếm từ 1 đến 100, chuyển rời sự chú ý. Bình thường Mậu Ngọ nên đọc sách nhiều, tăng thêm trí tuệ, ứng phó cuộc sống, làm người cần thiện lương, học cách dùng đức báo oán. Qua tuổi 46, những năm tháng còn lại của cuộc đời, Mậu Ngọ hãy tận hưởng thành quả đã phấn đấu nửa cuộc đời, vui vẻ sống tốt mỗi ngày. Đừng lãng phí nữa, tín chủ tức giận, người ta có thể xin lỗi, nhưng sức khỏe của tín chủ suy sụp thì không ai giúp gì được, và cũng không hồi phục bởi có được lời tạ lỗi. Hãy suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa có lý, tức giận và sức khỏe, thì Mậu Ngọ sẽ không tức giận nữa. Tiếp theo là vận mệnh của anh chị tuổi Mậu Ngọ theo tháng sinh âm lịch. Sinh tháng riêng, người tuổi Mậu Ngọ sinh vào tiết Tân Xuân nên tinh thần luôn sảng khoái, có số được hưởng phúc lộc và tài sản của tổ tiên, là người đoan chính, ít nói, có duyên kết bạn. Sinh tháng 2, sinh vào tiết Kinh Chập, người tuổi Mậu Ngọ thường thông minh, ưa hình thức, số nhàn tản, mọi việc đều thuận, ngao du khắp nơi, tuy vậy trong cuộc đời cũng không tránh khỏi những rủi ro. Sinh tháng 3, là người có chí khí mạnh mẽ, can đảm hơn người, có số thành công trong mọi việc, được nhiều người tôn kính, mến mộ. Sinh tháng 4, sinh vào tháng này số phải bôn ba, khổ cực, không được người giúp, có giữ tiền của. Tuy nhiên, nếu không ngại xông pha vào nơi nước sôi lửa bỏng, thì có ngày sẽ được thành công, cuối đời hưởng phúc. Sinh tháng 5, sinh vào tiết Mang Chủng, là người lý trí, suy nghĩ tiến bộ, số có nhà cửa, sự nghiệp, gia đình hưng vượng, phúc lộc dồi dào, được hưởng phúc từ vợ, cưu mang được người khác họ. Sinh tháng 6, là người có số khốn khó, lao tâm khổ tứ, mưu sự khó thành, cả đời mệt mỏi, họa phúc đan xen, về già mới được bình an. Sinh tháng 7, sinh vào lúc thời tiết mát mẻ, thường là người thông minh tột đỉnh, tinh lực dồi dào, nhạy cảm, ôn hòa, nhã nhặn, có sức lôi cuốn người khác giới, thường kết hôn sớm. Sinh tháng 8, là người can đảm, mưu trí, tình cảm chan hòa, sự nghiệp thăng tiến, gặp nhiều may mắn. Sinh tháng 9, sinh vào tiết Hàn Lộ, là người ham hiểu biết, tài năng, trí lực song toàn, nhưng lại thiếu kiên cường, có số may mắn, thành công trời ban, an nhàn tự tại, hưởng phúc lâu dài. Sinh tháng 10, sinh vào tiết Lập Đông, là người có nhiều biến đổi trong đời, nghĩa hiệp, nhưng thiếu nhẫn nại nên mọi sự khó thành, nửa đời long đong, nửa đời viên mãn, như ý. Sinh tháng 11, là người ít may mắn, cuộc đời trắc trở, tuy được lộc trời ban,
nhưng vẫn phải lao tâm khổ tứ. Sinh tháng 12, tuổi Mậu Ngọ sinh vào tiết Tiểu Hàn, cả đời gặp chuyện phiền não, vất vả, sự nghiệp và tài vận có nhiều biến động, là người sống thiếu thực tế. Quý vị thân mến, không có ai hoàn hảo cả, chỉ cần là người thì sẽ có nhược điểm, điều này rất bình thường, nhưng khi đối mặt với điểm yếu của bản thân, không thể mãi chịu khuất phục, phải nghĩ biện pháp chiến thắng nó, như vậy chúng ta mới có thể trở nên mạnh mẽ và ưu tú hơn. Dưới đây là 6 nhược điểm mà chắc ai cũng đã từng phải đối mặt, nếu vượt qua được nó thì bạn sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. 1. Tức giận. Tức giận là dùng sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình, thật là khờ dại. Sai lầm của người khác, hãy để họ tự gánh chịu lấy, chúng ta không cần phải tức giận, thật sự là không đáng. Nếu như có người trêu chọc chúng ta, càng không cần phải tức giận, bởi vì khi tức giận, nhất định sẽ làm tổn thương chính mình. Không có chỗ nào tốt cả, chi bằng hãy bình tĩnh một chút, ung dung đối mặt, như vậy chúng ta mới có thể càng ngày càng trở nên lý trí, càng ngày càng rộng lượng. 2. Hối hận. Nhân sinh sẽ luôn có nhiều điều khiến chúng ta phải hối hận, dù là ai cũng không thể nào tránh khỏi, nhưng điều chúng ta phải làm chính là thấu hiểu nó, rồi từ từ bước qua, việc gì đã cố hết sức rồi thì thôi, hãy cứ để thuận theo tự nhiên, chúng ta không cần phải lấy những chuyện cũ không đâu mà tự dằn vặt chính mình. Con người sống thì nên tiến về phía trước, con đường là để bước đi chứ không phải để nằm nghỉ, bất kể là đi sai đường hay bất lực thì cũng đều không nên hối hận. 3. Phiền não. Con người sở dĩ phiền não, đa phần là do tự mình tạo ra, chỉ cần đừng làm khó chính mình thì phiền não cũng đã không nhiều như vậy, làm người thì ai cũng sẽ mắc phải sai lầm. Nhưng phải học được cách xem nhẹ, cũng phải biết buông bỏ, không nên cứ mãi giày vò bản thân, phiền não đời người có rất nhiều, nhưng chỉ cần đừng tự đi tìm phiền não, thì cuộc sống đã tốt đẹp lên rất nhiều rồi. Ngay khi phiền não, hãy suy nghĩ nhiều đến những việc vui vẻ, an ủi chính mình, phiền não rồi cũng sẽ tự rời xa. 4. Lo lắng. Con người lo lắng chủ yếu là về tương lai của mình, rồi đánh mất đi sự tự tin, chuyện trong tương lai, thật khó mà biết rõ được, nhưng chỉ cần nắm chắc hiện tại, tin rằng ngày mai cũng sẽ không đến nỗi nào. Nếu như cảm thấy lo lắng, vậy nhất định phải biết cách cổ vũ chính mình, tìm lại sự tự tin, tăng thêm dũng khí mà đối mặt với tương lai. 5. Cô độc. Đời người có đôi khi sẽ rơi vào thế cô độc, phải học được cách hưởng thụ nó, bởi vì cô độc sẽ giúp người ta đối diện với chính mình. Cũng là lúc lý trí trở nên thanh tịnh nhất, cô độc nếu như biến thành cô đơn, vậy thì nội tâm nhất định sẽ trống rỗng. Nhưng nếu như học được cách hưởng thụ sự cô độc, thì càng ở một mình sẽ lại càng trở nên mạnh mẽ, tâm hồn lại càng phong phú hơn. 6. Tự ti. Trong cuộc sống, chỉ cần đừng quá ganh đua với người khác thì cũng sẽ không có nhiều tự ti. Tại sao lại tự ti? Cũng là vì cảm thấy không bằng người khác. Kỳ thực thế giới này bất kể là ai cũng đều là độc nhất vô nhị, không được coi thường chí mình. Chúng ta so với người khác nhất định cũng sẽ có chỗ tốt của riêng mình, chỉ là đôi khi cứ tự phủ định chính mình, lạc mất phương hướng, đánh mất đi sự tự tin. Thay vì tự ti với những cái mình không có, sao lại không tự tin vì những cái đặc biệt của riêng mình, hãy cứ lạc quan đối mặt với hết thảy mọi thứ. Lúc bạn tức giận, hãy tự nói với bản thân, đừng lấy sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình. Lúc bạn phiền não, hãy học cách buông bỏ, đừng dùng khuyết điểm của bản thân đi tra tấn chính mình. Lúc bạn hối hận, hãy cứ để thuận theo tự nhiên, đừng vì những chuyện không đâu mà tự giày vò chính mình. Lúc bạn lo lắng, hãy tự cổ vũ chính mình, tìm lại sự tự tin, dũng cảm đối mặt với tương lai phía trước. Lúc bạn cô độc, hãy học cách hưởng thụ nó, khi đó cô độc sẽ chỉ làm chúng ta mạnh mẽ hơn lên mà thôi. Lúc bạn tự ti, đừng coi thường chính mình, bởi vì chúng ta là độc nhất vô nhị, làm người nhất định phải vượt qua được 6 nhược điểm này, tin rằng rồi bạn cũng phải bội phục chính mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.